Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là độ chế một bộ công suất mini 12V từ TV TCL các bạn nhé. Rồi thưa các bạn, đây là tổng quan của cái main TV TCL này các bạn này. Và con IC của chúng ta sử dụng ngày hôm nay đó là con IC TEA2025 các bạn nhé. Với cái con IC này thì nó rất phổ biến trong những cái dòng loa vi tính công suất mini các bạn nhé. Tức là công suất nó bé thôi, nó cũng không được lớn lắm. Nhưng mà đại thể âm thanh cũng chấp nhận được các bạn. Rồi ok, trước khi vào chế cháo đấu nối thì sẽ cho các bạn xem sơ qua cái sơ đồ các bạn nhé. Ok, thì con IC của chúng ta thì sẽ là con TEA2025. Và thì nó bao gồm tất cả là 16 chân các bạn nhé. Với cái sơ đồ này thì chúng ta không vào chi tiết các bạn nhé. Vì những cái linh kiện nó đã có sẵn trên mảnh và chúng ta thì chỉ cần quan tâm một số chân cho mình là được. Ok, thì chân 1 chúng ta bỏ các bạn nhé. Chân số 2 là chân ra loa này các bạn này. Chân số 3 là chân bốt hồi tiếp về chân số 2 các bạn nhé. Từ chân số 2 vòng qua chân số 3. Ok, chân số 4 và chân số 5 thì sẽ là mát các bạn nhé. Chân số 6 các bạn bỏ cho mình. Chân số 7 là đường nhạc vào các bạn nhé. Và đường nhạc này là đường nhạc số 2 các bạn nhé. Vì là IC CTE nên là chúng ta sẽ có hai đường nhạc vào. Ok, chân số 8 thì các bạn bỏ cho mình nhé. Chân số 9 là mát. Chân số 10 là đường nhạc vào số 1 các bạn nhé. Tức là nó có hai kênh trái và phải các bạn. Các bạn có thể gọi là chân vào số 1 hoặc số 2 cũng được. Hoặc là trái phải cũng được các bạn nhé. Ok, chân số 11 các bạn bỏ cho mình nhé. Chân số 12 và chân số 13 là mát này. Chân số 14 là chân bốt hồi tiếp về các bạn nhé. Tức là từ chân số 15 sang loa vòng qua về chân số 14. Ok, thì chân số 15 của chúng ta thì sẽ là chân xa loa nữa các bạn nhé. Chân số 16 là nguồn vào các bạn nhé. Nguồn đây thì là nguồn 12V các bạn nhé. Với cái nguồn 12V này thì các bạn có thể sử dụng nguồn PC máy tính hoặc là bình ắc quy hoặc là pin lưu trữ đều được các bạn nhé. Hoặc là biến áp, hạ áp. Rồi thì ok, không lan tăn đến dài nữa thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc các bạn nhé. Ở đây thì mình có sẵn một cái main TCL này. Và thì chúng ta sẽ tiến hành chế cái bộ công suất trên cái min này các bạn nhé. Ok, thì các bạn đợi mình tí nhé. Mình sẽ cân chỉnh lại camera cho các bạn quan sát được sắc nét. Trước tiên thì các bạn chú ý cho mình cái chiều chân nhé. Chiều chân ở con IC này thì nó đã có đánh dấu này các bạn này. Ở đây là chân số 1 này và chân số 16 này. 89 này, tức là nó có đánh dấu mốc số này các bạn này. 9 này, 8 này. Qua camera thì nó hơi mờ. Đây số 1 này các bạn này. Tức là chân số 1 của chúng ta thì sẽ bắt đầu từ đây, vòng qua đây và qua đây các bạn nhé. Tức là nếu như quay cái mặt IC về mặt chúng ta thì sẽ đếm từ trái sang phải các bạn nhé. Ok, thì trước tiên này chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho nó các bạn nhé. Ở đây thì mình sử dụng cái nguồn máy tính nhé, truyền thống của mình các bạn nhé, cho nó tiện. Vì cái bình ắc quy lưu trữ của mình thì nó đã bị hết. Vậy nên là mình sẽ truyền qua cái nguồn máy tính. Ok, với cái nguồn máy tính này thì các bạn chú ý là dây vàng là 12V nhé. Vì vậy nên là mình sẽ lấy dây vàng và cấp nguồn cho chân số 16. Chân số 16 này các bạn này. Và mình sẽ hàn trên đầu con tụ lọc nguồn nhé. Ok, tiếp theo là chân mát này các bạn này. Chân mát là dây đen các bạn nhé. Trên cái nguồn máy tính của mình ra thì nó là dây đen. Và tất tần tật những cái nguồn máy tính dây đen đều là mát các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã cấp xong nguồn cho nó này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn đến cái phần ra loa các bạn nhé. Hôm nay là do mình không có chuẩn bị loa nên là nó hơi lâu, có gì các bạn thông cảm nhé. Lần sau, video sau thì mình sẽ chuẩn bị mọi thứ chi tiết hơn. Ok, thì đã chuẩn bị xong cái một bên loa này các bạn này. Thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối nhé. Ok, chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 15 các bạn nhé. Và lưu ý rằng với con IC này thì nó xuất âm qua tụ, vì vậy nó sẽ có thêm DC ra các bạn nhé. Để cho khỏi cháy loa thì các bạn nhớ là qua con tụ thì mới hàn vào loa các bạn nhé.
Ok, chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 15. Vì vậy nên là các bạn phải chú ý là chúng ta sẽ hàn đúng nhé. Ok, và thì tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái loa này đi luôn các bạn nhé, để cho các bạn khỏi chờ đợi. Vì cái loa này nó đã hàn sẵn dây này các bạn này. Tiếp theo thì mình sẽ hàn tiếp một chân ra loa này các bạn nhé. Một chân ra loa thì các bạn là một đường dây ra loa thì các bạn có thể hàn xuống mát, và đường còn lại thì các bạn là xuất âm qua tụ nhé, chân số 2 và chân số 15. Với trường hợp này thì mình sẽ lấy qua đầu con tụ này các bạn này. Ok, như vậy là mình đã hàn xong phần nguồn và phần xa loa này các bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra cái đường nhạc vào các bạn nhé. Ok, mình cắm điện này. Và thì sẽ check nhà loa cho các bạn nhé. Ok, một bên này các bạn này. Tiếp theo thì sẽ là bên này nhé. Ok, như vậy là đường nhạc của chúng ta đã hoạt động tốt các bạn nhé. Và công việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ câu đường nhạc vào các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bo chỉnh nhạc truyền thống do mình tự chế các bạn nhé, để chúng ta có thể chỉnh được tần số âm thanh, bass, depth với lại tiếng. Ok, thì phần mát thì các bạn lấy mát ở IC nhé. Tiếp theo thì mình sẽ hàn đường nhạc vào này. Đường nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 10 và chân số 7 các bạn nhé. Vì vậy nên là các bạn chú ý quan sát và hàn đúng chân đường nhạc vào nhé. Thì tốt nhất để các bạn nên lấy qua con tụ nhé, để cảm bớt tần số âm thanh các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã tiến hành hàn xong hết nhé. Mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc xong thì sẽ test thử đoạn âm thanh xem mạch nó hoạt động có ổn định không các bạn nhé. Và với bộ công suất này thì mini này thì nó quá. Rồi ok, mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, và thì sẽ test thử đoạn âm thanh xem mà em nó đã hoạt động hay chưa các bạn nhé. Và thì âm thanh qua con IC này thì nó có hay không các bạn nhé. Ok, thì sẽ qua lời nguồn nhạc này.
Rồi ok, mình test thử đoạn thôi các bạn nhé. Và thì phía sau của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like. Và đối với các bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.